Dạ con xin mến chào ông bà cô chú và các anh chị đang xem kênh Nhỏ Miền Tây. Chào cả nhà, buổi sáng vui vẻ. Sáng này cha con anh em có hỏi hầm anh Tư thì không có nuôi cá, mình câu cá rô ở nhà. Tại vì bỗng ngoài sông vô ga. Thằng Đông là điện hỏi anh Tư rồi. Mình mang cái gì cũng vậy, không có nuôi cá mình cũng hỏi chủ hầm. Không có nói được. Thấy à, bữa nay câu thì bao gồm có tép. Bữa nay đổi hướng nè, tép nó thích cái gô lắm như kể câu thức ăn. Này có cần câu mái, cần câu tre nữa nha. Đang cơm cầu nó mới dính chưa nắng nè. Chuyện hai, lấy dây cho con cái này. Cha xuống câu đầu tiên nha. Đó, ăn rồi con ơi. Huy lỡ cái gì trời. Rồi đó. Cá đầu tiên này cả nhà. Cá đầu tiên anh hai câu. Quá bự rồi. Này cái nhà. Ôi trời. Thấy không? Thấy không con? Mới được con anh ơi. Tư ơi. Ngô Bạch Kỳ. Chặt cái giò luôn á. Tư. Giờ có cái gô mà chặt cái giò luôn á. Gì vậy nội ơi. Này cái nước có trâu vô chị. Hả?
nước đây nó có chảy đâu mà chị. Đang ngồi đi kìa. Nhìn cả luôn. Vinh. Vinh nữa nè. Ủa, con ngay bả chị Vinh ơi. Hút nước vô rộng kìa. Rồi cả nhà. Cái nhà kho bà lớn này, bằng cây cái nhà ơi. Tham xúc luôn. Thích được cá rô ngon hả con? Tàn rồi. Hết biết cái thời cậu ơi. Đâu, kiếm cái bằng cầu luôn.
Ấy thèn rồi. Kéo cậu lên thủ những cái ngô thấu thằng cái ngô. Giật cho nó tét luôn rồi sao cậu? Dính vào đợt rồi. Cái ngô bẩn lắm ơi. Hết biết lâu. Cá chê cả nhà. Chê này cả nhà ơi. Cá gì đây, cá gì đây? Cha với cậu dốt tiền câu bên đây, còn hai câu phía bên kia. Cá gô. Sáng giờ mới dính 21. Cái gô. Có cái chê, cái gô, đủ loại cá hết cả nhà. Dứt. Ờ. Ơ nó mắc hay sao vậy? Mắc rồi, mắc con. Rồi lấy thùng tiền ơi.
Tiên, lấy thùng lại. Ở đây có gô to to ngon, rất ngon. Mình có đám cải bè xanh đó con. Nách, ngâm nách. Ôi ôi con bự. Bên này quá hên con ơi. Cho nó là cha đang đói bụng hả cả nhà. Đói bụng. Nên là con sáng gái đi câu không có ăn cơm. Thường thường ông bà xưa nói. Đồ ham quá con ơi. Anh Tư anh ở nhà dưới này bọng nó vô không có nuôi cá cho gia đình mình làm. Hẹn nó dính liên tục luôn cả nhà thấy bụng cá đó bụng chừng nào thôi nè thấy không. Cá thường thường ăn sáng, này không ăn sáng, này đói. Ham không? Mua mười ngàn tép rồi cả nhà. Lớn rồi cả nhà, đứt lưỡi chân. Rút phi. Gió tụt rồi. Nó đói chừng nào đâu dí luôn chừng đấy. Có con tên hai băng tết rồi dạ. Cá đang cá ăn dính mà dễ gì về cá gô. Hàm một tên ơi. Biết con cái gô giúp liền con mà không câu ông Tư. Rồi những cây ham cá của anh Hai bên này nè cả nhà, tại anh Hai không có câu chung, chung chỗ với cha nên là đem theo cái gọng. Cái gô với cái này Vinh anh Hai đi câu đây khùng rồi cả nhà. Nó tiền cái gô nó dinh được bự không với ham. Mấy giờ con mấy cô cháu nghỉ câu rồi cả nhà, câu được mớ cá rồi, giờ mình cho con mấy cô cháu đi về. Bữa nay mấy cha con câu được này nữa nha. Thấy ham quá luôn. Cá gô rồi cá chê nữa, gô phi nữa. Này cái mày dinh. Gì nha, giờ mới rõ con ơi. Câu cá mà thấy ham quá cha. Ham lắm. Giống như bắt á. Dạ bữa nay. Cá bự sẽ ngon không? Nè con, cá gô à. Mấy chỗ này là nước nước rộng nước yoga hả cha? Có bác Tư con chảnh nữa. Nói câu sao thấy không dính gì hết trời. Cái này mà không cá không có nuôi hết cha. Không. Hầm á anh để sao không vô mà. Bữa nay câu thua lúc quá. Tư giường á. Hàn quá. Thì hai con hỏi như em ơi. Đứt hai cái lử, Lu Phi với con. Dạ. Mấy chị em nãy giờ bằng cá xong rồi cả nhà. Cải bè xanh hổm giờ cha chồng hôm nay cũng ăn được rồi nè. Bây giờ mấy chị em sẽ hái để nấu canh với cá gô luôn. Ngon lắm nè cả nhà.
Vậy là ăn được rồi, để nó bự quá cái nó nồng. Cha gào lại rồi, để có gà cả nhà, vô bư dữ lắm. Ngon lắm. Bây giờ tao ra mập dần á. Con không có nhổ được đâu, để cho dì ba nhổ. Đây bự bự không nè, mình nhổ bự bự trước đi, nhỏ nhỏ hơn chừa lại. Đưa nhẹ nhẹ chúng các bạn. Cái chòi mà cái men này mát lắm cả nhà. Bữa trưa bé Phú hay ra đây bà ngoại đưa ngủ. Bữa này mình treo hết cái chòi này mình cho nó đẹp. Cho nó đẹp hả? Treo hết cái này rồi cho nó dẹp. Mua gì mua cho nó dẹp. Rồi treo hết cái này cho nó dẹp. Lại lặt rau cái gì Út gì ba kìa. Gì được đó. Lặt rau. Lặt cải. Cải nãy con gì Út gì ba hái á. Lặt không? Dạ. Chào sáng á. Mấy cha con với mấy cậu cháu có đi câu cá ở nhà được mở cá mà mấy chị em cũng mang xong rồi nè. Hôm nay cá này mấy chị em mình nấu hai món, cái phần có gô thì sẽ nấu canh với cải bê xanh, còn cá trắng với cái gô phi với cá chê mình sẽ muối chiên, và vậy sẽ muối cá chiên cho muối. Xíu không ạ? Điều. Cá rô này cả nhà, cá rô rất là ngon luôn. Ú ú không à. Bữa nay đi câu cá mà về sớm luôn em. Nấu cái gì vậy? Dạ không.
Mấy Chi biết lặt không? Chi? Dạ biết. Cái mới mình để đây chờ nắng, lặt chạy tiếp, phút tiền. Sáng nay đi câu cá về, cha đi công chuyện rồi cả nhà, nên mấy chị em nấu cơm hồi ăn chung với cậu với anh Nho. Cũng có nhiều anh chị hỏi là mẹ đâu sao không thấy ăn chung á cả nhà. Mẹ giữ bé Gia Phú, thường thường là không sao. Thường thường là mấy chị em quay video mà làm xong bữa cơm là tới trưa cả nhà, 12 giờ hoặc 1-2 giờ là bé Chi cũng đi ngủ rồi, nên là cũng không có ăn chung với mấy cậu cháu á. Mấy chị em nấu đồ ăn ngoài trời thì có chừa cho mẹ riêng để mẹ ăn. À, hoặc là ở trong nhà cũng có đồ ăn á cả nhà. Nhà món mẹ không có ăn á thì trong nhà có nấu sẵn rồi. Con nhẹ nhẹ thôi, con đừng có sốc lên. Một hồi nó tùm lum hết dốc của gì ba khó lặt lắm á. Rồi nước nãy giờ bắt xuống sôi rồi em chờ cái thằng cá rô vô. Cái gô nãy giờ ở sau này nè cả nhà, quá trời ngon luôn.
Rồi cá cũng đang chín mà em cho xảy vô, em cho cái gốc vô trước. Rồi em cho cái thằng lá vô luôn. Cá quá ngon luôn này cả nhà. Cá mè dinh này ngoài chiên ra thì mình khơi rượu là nó ngon cả nhà. Rồi cá ghe cũng chín lên cho hành vô. Rồi cho tiêu vô. Bữa nay mấy cậu cháu mình ăn cơm với hai món này cả nhà. Mấy chị em nấu chín thì con xin mời cậu dùng cơm, xin mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Mày cũng chưa đó bụng mà cả nhà mời cả nhà. Làm thế. Mời cả nhà. Lạnh miếng cải mình thu hoạch của mình trước đây. Rồi mời cả nhà nha. Có gì nồng nồng rồi đó. Nhỏ gì mà nồng rồi đó hả? Ừ. Đâu phải nó nhỏ nó lớn nó mới nồng, em nó tới ngày tới tháng nó già tuổi rồi nó mới nồng à. Sao cậu? Ai biết rồi nó cà. Giật dữ lắm giật à. Giật là nguyên ngự bay lên luôn chứ không có giật bằng tay đâu nha. Giật nguyên cái nách luôn. Giật nguyên cái nách luôn. Giật nguyên cái nách luôn á chị. Gì nha. Giật nó còn dính nữa đâu rồi. Còn anh câu ngoài hầm mà. Cái trắng với cái đá hơn. Câu ngoài hầm là sao? Câu xa ra bờ á. À, dính giữa á. Thôi mà hai con cháu mình câu ngày nay là hai con cháu mình ăn không đủ đó nha bà. Không đủ ăn nữa. Này ăn cá của cha mày với của anh hai mày. Anh câu đi câu cá cá được chứ. Đấy, đứt hai lưỡi hai gốc cây bự đó. Cậu có xảy nào không? Không. Có giật gồng găng lắm mà nó không dính. Phật tư câu cá này. Câu dính dính một cái món có cá cậu tư thích của mình. Dính cá chê. Cá chê chiên đó. Đây là cậu. Làm với cậu. Lâu rồi nhớ. Cái này tới mùa chuột rồi cả nhà. Hết có cá chê rồi. Mùa chuột với mùa ếch.
đang vô mùa ếch, sôi ếch thì quay lại bị bệnh. Bệnh nó đậm lên đâu đi, đậm chút đêm. Đâu đi được. Mấy này, cái tiếng nó thầm thầm nó ngộ lắm. Đậm chút đêm, đậm bệnh nhiều. Với bạn chạy dạ nắng, có nắng dễ bệnh quá mà. Cảm cái chê này, ngon dữ à. Lâu rồi, cái chê này, cái nắng dữ à. Còn gì bằng hay không? Còn gì bằng. Cái chơi đó ta, chiên, nước mắm đựng mặn trên, có mắm chanh, dầm ớt, được cay, cặp nó ngon thì thôi. Cứ chiên từ dầm nước mắm ớt rồi không? Có là nắm có muốn ha. Bỏ thì thôi. Mặn ngoài đồng mới đã. Mặn ngoài đồng mới ngon. Đi nhà không không ngon. Cái gì mà cáo quá ha. Cáo chứ. Nấm ngọn miếng chuột này nó hầm cái gô dữ lắm. Nấm á. Quá tàn.